trời mưa Hà Nội có cửa đó. Anh đang bắt đèo mắm mà cái xinh ơi, còn mắm tôm mà. Này bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? Bán từ bây giờ tới 6 giờ 6 đến tối. Cô 70 tuổi. Cô 70 tuổi. Sao 70 tuổi bán bao lâu rồi cô? Cô 70 quên mất. Ồ, mấy tuổi? Cô sinh năm 53. Cô bán này bao lâu rồi? Bán được 45 rồi. 40 năm rồi hả? Cô 70, cô 70 là 60. Quanh, để ra cho. Ấy là cô đặc biệt đấy. Ăn được. Hey, bye bye. Cái này là bún riêu ở Hà Nội thế à? Gặp bác bán mà. Hơn 40 năm. Đó, bữa mà. Này ốc. Đem đi đó, ăn đi. Ăn đi. À, rồi. Ăn được không? Ra Hà Nội nghe mùa mưa bão luôn. Rồi, đi. Ủa đâu? Được không? Đi, đi. Ngon hơn, cũng ngon hơn nha. Khác gì? Giòn hơn, giòn hơn đấy gì? Cái quẩy miền Nam á, nó dài hơn, nó mềm hơn. Hay là cứng giòn hơn nó giòn hơn. Thế cái nào? Nó nhỏ hơn. Cái nào cũng có cái ngon gì? 45 nghìn nha mấy bạn. Ở đây thì nó ăn cái rau này nè.
con cầu. Giống như ốc gạo của mình á. Nhỏ nhỏ, ốc gạo. 80 bằng 9 bằng đấy, bằng bằng, đúng rồi. Đúng rồi, 80 bằng 9. Đúng rồi, cái tuyển á. Tuyển gỗ, bé. Đi hàng công.